Vâng, chào tất cả anh em mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là chủ nhật hàng tuần, là cũng như chủ nhật này cũng như bao chủ nhật khác là chợ đồ cổ Kinh Môn lại tiếp tục tổ chức giao lưu mua bán. Và hôm nay là các anh cũng đã bày biện được một số gian hàng đây rồi, thì anh em mọi miền Tổ quốc vào xem tham khảo. Và đến 8:30 đến 9:00 là fanpage đồ cổ Hà Phong phát, thì lại vào fanpage đồ cổ Hà Phong và xem lại ở cái thước phim này, thì là mình thích những hiện vật nào ấy, thì mình vào lúc đấy và trả giá với này Hà Phong, thì là giá cả công khai có ship hàng. Nhớ là fanpage đồ cổ Hà Phong nhá, đồ cổ Hà Phong. Vâng, và đây là các gian hàng được bày biện. Vâng, hiện tại chợ là cũng có một số anh em đã mang đến đồ đến đây rồi và đã được trưng bày ở các gian hàng đây rồi. Thế là bày biện các hiện vật, còn bên trên này là ngồi uống cà phê. Vâng, vì chợ đồ cổ đây là thành lập này là tại quán cà phê Alex, nằm tại khu vực ngã tư đèn xanh đèn đỏ Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương. Anh em nào đi qua mà đến đây ghé đây thì đến tham quan và mua bán trực tiếp, còn anh em nào mà xa thì vào Facebook cũng như là YouTube chợ đồ cổ Kinh Môn để xem tham khảo. Sau đó đến 8:30 đến 9:00 chủ nhật hàng tuần là fanpage đồ cổ Hà Phong sẽ phát lên công khai có trả giá và ship hàng. Cái đĩa này to ra phết đấy. Một cái 700 đi. Ông bán tôi cái đồng hồ SK là 1 triệu. Hôm nay chú Hồng Minh Trung, chú Hồng Minh Trung có một chiếc đây không ghép vào thành một đôi chưa? Cứ để thế thôi, còn đâu khách về thì vẫn còn chỗ mà, bao giờ hết chỗ. Ý là ghép cái đôi đĩa kìa để cho thành một đôi. Hai này khác nhau cái chân cao cái chân thấp. Làm sao thấp được? Đều lạnh tít thế. Thì làm sao mà không ghép được? Cứ ghép thành một đôi này là đẹp rồi. Hay ông ghép vào mà. Đấy, ghép vào chiếc. Không thì Phong lại mua cái ham của hai người ghép vào thành của mình. Bao nhiêu chiếc này ghép được? Bao nhiêu chiếc của anh? 5 lít à? Bao nhiêu? 5 lít thì ông Hồng không ghép được. Cái kia thì tôi, cái kia ông Phong mà lấy tôi để cho ông 350. Ông Hồng bán cho em một đôi đẹp, năm nay cũng 900 nhỉ? Đấy đấy, Phong lấy cái đấy để cho của ông này là nó già hơn nhiều, của tôi là mẹo hơn. Cô loại em đấy, anh khách có cô một cô gái mà. Phong ơi, bán đẹp hả? Cô gái bán đẹp. Này Phong ơi, mày lấy cái kia này để cho 350. Làm ra ở nhà còn bán mấy miếng này thôi. Cô gái gì đẹp vậy? Cô gái cũng ở cái này ra. Cái đó là cái gì? Mua của người ta là mua được mấy miếng như này, cô gái. À, đây nhập vậy. Cô gái nhập vậy. Này, Phong ơi, lấy để cho lấy 350. Lành tít đấy. Cái chân kê này bao nhiêu anh Hiếu? Anh Hiếu ơi, cái chân kê tam cấp. Đúng rồi. Đúng
2. Đó nồi đây. Đồ xuân xuân cổ đấy. Cái này là 1.8 hả bác? Cái Kenny thì bao nhiêu? 8.8. Thì ghi tôi bán 1.800.000 vào đây. Không. Ghi 18. Anh sửa bê bánh vậy đấy. Sửa bánh sửa tí rồi núm 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 hoài đấy. Mình không bị chán mà mát đi đi dòng luôn. Dòng đó, dòng đó, mãi. Cái này nó là chân kê là chân xin giới thiệu với anh em, đây là ông Cửa. Ông Trương Văn Cửa, 75 tuổi. Đấy, ông 75 tuổi mà sức khỏe rất tốt. Mà đi mua đồ cổ này là khoảng 40 năm rồi. 40 năm rồi. Đấy. Đấy, khắp đó đây. Bây giờ già rồi, cứ nói là ông già rồi không đi nữa. Già rồi không đi nữa, nằm bờ nhà thôi. Còn khỏe lắm, đã có hàng mang đến đây như này là còn khỏe lắm. Ông vẫn là thu gom đồ cái của dân mang đến chợ đấy. Được nha. Làm bạc đấy, lành tí. Đấy là quyết mua tao này được đấy. Ông ạ. Quyết mua tao lấy được đấy. Cái gì? Quyết mua tao lấy được đấy. Ui giời, quyết thì ông cứ mua cái gì, ông cứ thích thì ông xem đấy, ông mua thì ông không mua đó. Tức là xem thôi, không mua được, không mua được, ngược dòng. Thế này mày chỉ lấy cái dòng thế mà đem. Thật ra có phải chút bằng đi đó, phải chút bằng đi đó. Còn một quả mà lâu lắm rồi, tôi vứt cái đông này, còn mấy quả nó phục lễ rồi. Chạy trong quả, quả đi sắm quả. Quả gì là chú? Hả? Là đi quả đông đinh. À đây, quả nào? Quả. Còn cái phòng không bầu hồi xưa. Lớp ngày ấy lại chờ đấy.